Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố trong tuần gần đây, trung bình mỗi ngày thành phố có 144 ca mắc COVID-19 mới. Con số này vào 7 ngày trước là 134 ca. Điều đáng chú ý, 80% bệnh nhân khảo sát ở bệnh viện nhiễm biến thể phụ BA.5. Theo đó, qua kết quả khảo sát 30 bệnh nhân nội trú và bệnh nhân đến xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 7, có đến 24 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ BA.5, chiếm 80%, tiếp đến là biến thể phụ BA.2 với 4 bệnh nhân chiếm 14%, và mỗi biến thể BA.1 và BA.4 có 1 bệnh nhân chiếm 3%. Cũng theo báo cáo, số ca COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang có xuống tăng dần. Nếu như vào ngày 12 tháng 7, thành phố có 26 ca điều trị tại bệnh viện, 15 ca nặng điều trị ở tầng 3, thì đến ngày 8 tháng 8, con số này đã tăng lên lần lượt là 163 ca điều trị ở bệnh viện, 38 ca nặng điều trị ở tầng 3. Theo Sở Y tế, tương ứng với số ca mắc COVID-19 mới tăng, số ca nhập viện và nặng cũng có xu hướng tăng, trung bình có 35 ca nặng một ngày trong một tuần qua. Con số này so với tuần trước đó là 18 ca một ngày.